hòn đảo vẫn không ngừng rơi xuống Hoa Đô. Yamato đã nhận ra tình hình nếu nó rơi xuống như Kaido dự tính thì sẽ có vô số thương vong, còn trong tình hình tệ nhất khi Kaido kiệt sức thì Hỏa Vân sẽ biến mất, Oniga sẽ rơi xuống như một quả bom khổng lồ và toàn bộ sẽ bị hủy diệt. Momo đang cố gắng tạo ra Hỏa Vân mạnh hơn Kaido. Với tình hình này, Yamato quyết định quay lại vòm sọ nơi chứa rất nhiều vũ khí và chất nổ, và cô sẽ xử lý chúng nếu không sẽ gây thiệt hại rất lớn. Phần còn lại giao cho Momo, và cô tin cậu sẽ làm được giống như cách mà Oden bảo vệ Wano Quốc. Nhóm Cyber Bone nhận được cuộc gọi từ Lucy, và họ thông báo tình hình ở đây cho hắn và chính phủ đã cho tàu thuyền đến Wano rồi. Lucy nói với họ mới nhận một lệnh từ chính phủ là phải bắt Nico Robin bằng mọi giá. Trong lúc đó, Robin và Bờ Dốc đang đối đầu với vài tên thuộc hạ của Kaido. Bờ Dốc chỉ với một chiêu đã hạ hết bọn họ, nhưng chúng lại kéo đến đông quá nên cả hai đành bỏ chạy, trở lại bên dưới Onigashima. Momo đang cố tạo ra Hỏa Vân mạnh hơn Kaido. Cậu đã nhận thức được nếu bây giờ không làm được thì có rất nhiều người phải hy sinh. Yamato đã leo được lên trên và chạy thật nhanh đi phá những quả bom đó. Chuyển cảnh sang trận chiến của Win và Sanji. Có vẻ cậu đang bón hành cho tên Win. Cậu đã ra một đòn thật mạnh, cứ tưởng là hạ được hắn rồi, nhưng với sức mạnh châu bò của khủng long, hắn vẫn đứng lên như chưa có gì xảy ra. Hắn đã biến thành một dạng mới, sau đó tách phần đầu ra khiến tất cả ngạc nhiên, không ngờ lại có một tên quái dị như vậy. Sanji mất tập trung nên đã bị hắn quấn chặt. Với lực xiếc như thế này thì dù có cơ thể rắn chắc như nào cũng bị gãy hết xương và nội tạng cũng không còn nguyên. Hắn định bắn thêm viên đạn từ phần thân đã tách tới Sanji nhưng đạn lệch tự bắn vào hắn giúp Sanji thoát ra. Thấy Sanji bị thương quá nặng, nhóm bác sĩ định lại tiêm thuốc như của Zoro cho cậu. Nhưng không, cậu đã đứng lên với một cơ thể biến dạng, cậu vẫn di chuyển như bình thường được và cậu có thể nắn nó trở lại hình dạng ban đầu và tự hồi phục. Cậu đã nhận ra dường như mình đã thức tỉnh kỹ năng cường hóa giống như những bọn khốn này, bị Win chém từ phía sau, nhưng thanh kiếm mới là vấn đề cần quan tâm chứ không phải cậu. Cậu nhớ lại nếu trở thành người như bọn chúng thì đổi lại sẽ mất hết những cảm xúc bình thường và cậu không muốn điều đó xảy ra. Hết tập 1053. Cảm ơn mọi người đã xem.